Ok, Quang sẽ chạy thử một vòng chiếc xe này nha anh em. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Nếu đây là lần đầu tiên anh em thấy được kênh của Quang thì cho Quang xin một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt like ở phía dưới cái màn hình video nha mọi người. Cảm ơn anh em ạ. Thì có rất nhiều anh em yêu cầu Quang quay lại chiếc quay Thái 110S này cho anh em tham khảo bên trong, thì hôm nay Quang sẵn bung bẩn ra Quang quay cho anh em nha. Đi một vòng chiếc xe nha anh em. Chiếc này là bánh xin thê xe, cặp bánh xin xe còn luôn nha anh em. Với lại phuộc sao cũng còn luôn nha. Tại Quang gắn đỡ Quang đi trải nghiệm vòng vòng thôi nha anh em. Anh em mua thì Quang sẽ gắn cho anh em. Tình trạng xe này là áo zin theo xe cả bộ, đầu nồi zin chưa chạm nha anh em, dàn chân là cũng nguyên zin chưa sơn nha mọi người. Giờ Quang sẽ đi vào Quang chi tiết từ cho anh em khảo nha. Bình xăng là zin anh em, kẹp nha. Nắp xăng cũng còn màu rồi mọi người, còn sơn tia của hãng nè. Mấy cái bát yên xanh chành nha anh em. Xe này thì da có lặp lại nha anh em. Đế mút thì còn xin nè mọi người. Xe này đời 2.1 nha anh em. Biển số 84H145336. Chiếc này đã về tên của Quang luôn rồi nha. Sồn này anh em, đang bung nha. Cái này xin nha mọi người, chưa can thiệp nha mọi người. Cái xe này Quang đang bán 50 mấy triệu nha anh em. Anh em thích thì alo cho Quang nha. Số điện thoại 0345 386 505 ạ. Đầu lòng đây nè. Đầu lòng này thì sạch sẽ khô ráo nha anh em. Mấy con ốc này chưa mở nè mọi người. Ốc số 8 nha mọi người. Gòn lòng đây. Nhiều anh em kêu Quang mở ra quay bên trong rõ hơn. Rồi anh em chốt thì hôm nay Quang sẽ quay nha. Sườn cũng có mã số nha anh em. Máy ốc ngoe cũng chưa ra nè. Còn giữa đây nè. Ốc chơi máy nha. Ốc chơi lồng này nè. Mấy con ốc chỉnh cò
đẹp luôn nha mọi người, sẽ khô ráo nha mọi người. Đầu số máy mở ra đúng luôn nha anh em. Bọc sơn nè, sơn mà chỉ có chốc nhẹ đó thôi nha anh em, ngoài tổng thể rất đẹp nha. Mấy dòng này có giá hơn mấy dòng tháng đùm á nè, có giá hơn rất nhiều nha anh em. Bởi vì anh em đừng so sánh giá này với dòng 99 hoặc là 2000 nha anh em. Dòng này là 201 luôn nha anh em. Cách phân biệt là anh em xem số máy nè, có đóng MTE nè, NS110 MTE nha anh em. Qua sẽ nổ máy cho anh em khảo nha. Mấy cái biểu tượng công tắc cũng còn đẹp nè anh em, còn nguyên luôn nha anh em, chưa có bị phai nha. Hai đồ xe này là 40.280. Bắt chìa khóa. Xe này thì cảm nhận của anh là rất là chắc hơi nha anh em. Rất là nhẹ nha anh em. Nồi lên ga xuống ga còn biết trả nha mọi người. Khi anh em xuống ga nó nẻ cọc cọc vậy nè. Đây, bắt chân lồng nè, bé ngót. Chủ đề Mitsuba Thái Lan nha anh em. Chủ đề này cũng chưa ra đâu mọi người. Mọi người, ở trong còn hơi dơ nha anh em, tại quan chưa vệ sinh nha. Máy giữa nè, cái máy này nè, bogie nè, theo xe nha anh em, mép điện xa băng nha, đầu ET á, bình xăng là Kenhinte á, có mã số nè mọi người. Kích đạp còn khá mới nha mọi người. Bô có lõm nhẹ đen lõi nha anh em, nhưng mà tổng thể bô là sáng đẹp nha anh em. Nên góc phòng nguyên này nè, 1985 ạ. Dưới nha, phục với mâm này là quang gắn chơi thôi nha anh em, phục xin với mâm xin, bánh bánh xin, căm xin là còn nha anh em. Tại mùa mưa quang đi cặp bánh này á, rồi đặng nó bảo vệ cặp bánh kia mọi người, để quang đi cặp bánh kia nó hư cặp bánh nữa. Đem sườn chữ ớt nè, chung máy miễn bàn nha anh em, cực kỳ im nha. Phục trước này cũng là chưa sơn lại nè. Cái góc đĩa này quan cắn nha, ốc của nó là còn nha anh em. Rồi, ok anh em, vừa rồi Quang vừa đi sơ lược chiếc quay Thái 110S đầu số MTE. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi nha. Chiếc này đời 201 nha anh em.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Bye bye.